Là mẹ của hai đứa trẻ, chị Hoa không nhớ là mình đã làm bao nhiêu đồ chơi cho con của mình. Bởi khi con thêm một tuổi là chị lại tìm cách học hỏi để làm thêm các trò chơi mới. Và chị Kim Hoa sẽ chia sẻ với chúng ta cách làm một món đồ chơi rất là đáng yêu, đèn lava. Đây là món đồ chơi sẽ phát huy được tính sáng tạo cho trẻ. Hôm nay thì mình xin giới thiệu và hướng dẫn các bố mẹ có thể làm những cái thí nghiệm vui cho các con ở nhà. Thí nghiệm này rất là thích hợp với các bạn từ khoảng từ hơn 4 tuổi. Với những vật dụng rất là đơn giản và tiện dụng, mình tìm được ở ngay trong nhà mình thôi. Nguyên liệu bao gồm một chai dầu ăn, màu thực phẩm, nước lọc, viên xê sủi và một chai nhựa. Các bước gồm: cho nước lọc khoảng 1/5 chai nhựa, sau đó đổ dầu ăn vào chai. Nhỏ vài giọt màu thực phẩm. Và cuối cùng là cho viên xê sủi. Bằng những nguyên liệu vật dụng rất đơn giản có thể tìm trong tất cả mọi gia đình thì chúng ta có thể làm nên những thứ hiệu vui cho các con và đảm bảo bạn nhỏ nào cũng vô cùng thích thú. Vâng, thưa quý vị, công việc bận rộn khiến chúng ta bị cuốn đi lúc nào không biết. Chúng ta mải mê mà bỏ quên nhiều thứ, trong đó có tuổi thơ của con trẻ. Chăm sóc con cái không chỉ đáp ứng những điều mà trẻ mong muốn, mà bố mẹ còn cần cho con cảm thấy tình yêu thương của bố mẹ. Đôi khi chỉ cần 10 phút chơi cùng con hay là sáng tạo đồ chơi cho con là đủ. Đến đây thì chương trình tối nay cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.